trước mắt các bác là một chiếc xe gần 10 tỷ lúc mới. Và chiếc xe này bây giờ chỉ còn bằng một chiếc xe Kia Morning số sàn đã qua sử dụng. Chiếc xe Kia Morning cũ các bác ạ. Đây, rất là dài, rất dài luôn. Dài nhất mà em từng biết đến. Đây các bác xem, dài trên 5 mét các bác nhá. Đấy, tính từ phần này đến phần đầu kia. Đấy, đó là trên 5 mét. Và cụ thể chiếc xe này nó như nào thì em sẽ review các bác xem. Review kỹ, quay kỹ và sẽ giới thiệu một số tính năng để các bác thấy rằng là chiếc xe đến bây giờ nó còn được những cái gì. Đấy, còn độ đẹp đến đâu. Đây các bác xem, độ thấp bên trong đây. Đấy, ghế da xịn nguyên bản cao cấp theo xe đây các bác nhìn này, nó vẫn còn rất là căng đẹp. Ghế da cao cấp nhá. Đấy. Và đây, tất cả bốn cánh của xe đều trang bị có những công tắc như thế này để điều chỉnh cái ghế này các bác nhá. Đấy, bốn ghế luôn, ghế này và đây, chia làm hai ghế các bác nhá, ghế hai bên. Thì như các bác thấy kìa, bên kia cũng có công tắc để chỉnh ghế luôn, ngả nghiêng lên xuống rồi hạ thấp rồi lưng cao các bác nhá. Và có cả cái chế độ gọi là sấy nóng sấy lạnh, đây có cả sấy kính luôn, sấy ghế luôn các bác nhá. Đây là công tắc bấm kính. Đấy, còn chỗ này là để mình để gạt tàn này, gạt tàn thuốc này. Đấy, da xịn cao cấp nguyên bản theo xe, từ cái phần tắp đi canh cửa cho đến phần ghế cho đến phần tắp lô các bác nhá. Đấy, chất liệu da zin, chỗ này có túi khí này. Đấy, một chiếc xe mà ngày xưa nhiều tiền dành cho những người thực sự có tiền và những người làm lãnh đạo. Đấy, đây bàn làm việc dành cho chủ tịch đây. Đấy, bên kia nữa kìa các bác kìa. Đấy, chỗ này có cửa gió điều hòa nữa các bác nhá, có cửa gió điều hòa đây. Và đây cũng có cửa gió nữa. Đấy các bác xem. Đây là mẫu xe gì thì một chút nữa em sẽ giới thiệu luôn. Và em giới thiệu luôn đi. Đây là mẫu xe Mercedes S500 các bác nhá. Và chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về và với động cơ máy của nó là máy 5.0 số tự động. Và đây là cần số của chiếc xe các bác xem. Đây cần số đây nhá. Rất là nhiều tính năng, rất là nhiều công nghệ được thiết kế lắp đặt ở trên chiếc xe. Tuy rằng chiếc xe mà bây giờ là đời nó không được cao cho lắm, nhưng mà thực sự là có những tính năng đến bây giờ những cái chiếc xe đời cao chưa được lắp đặt luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, tí em sẽ quay các bác xem. Đấy, ghế điện, gương điện các thứ. Rồi chiếc xe này có cái chế độ là lâng hạ gầm nhá, lâng hạ gầm cao và lâng xuống. Đấy, lâng cao lên và hạ thấp xuống được các bác nhá. Và ghế bên đây nhá, ghế bên đây này các bác nhìn này, có một đây M123, chính là những cái nút mà mình điều chỉnh để nhớ ghế các bác nhá. Đấy, còn đây là công tắc để mình điều chỉnh cái ghế này. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy, thụt xuống và lâng lên. Và cái gối đầu nhá, các bác nhìn xem cái gối đầu nhá, cái gối đầu tự lâng lên đi kìa. Đấy, đúng không ạ? Rất là hay luôn. Và mình có thể hạ nó xuống. Đấy, bên kia cũng vậy nhá, bên kia cũng vậy. Và đây có sấy kính này, sấy ghế này. Đấy, đúng không ạ? Và đây là chỉnh kính các bác nhá, chỉnh kính lên, chỉnh kính xuống. Ghế da vẫn còn rất mới luôn, chứng tỏ đây là một chiếc xe ngồi ít, một chiếc xe chạy ít đúng không ạ? Đây con nhìn này, tất cả bộ hai ghế trên và một hàng ghế dưới rất là mới luôn. Đây, ghế da này, ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe từ lúc mới luôn các bác nhá. Đấy, và phía sau kia trang bị có rèm kìa, có rèm che nắng tự động lên xuống bằng điện. Đấy, và chỗ này là một cái cốp đồ các bác nhá, một cốp đồ. Đây. Đấy, cục đồ. Và tì tay. Đây, da vẫn còn rất là căng đẹp đây này. Đấy, đúng không ạ? Màn hình của xe vẫn là màn hình xịn cao cấp nguyên bản theo xe nha các bác. Đấy, sàn của xe được lót thảm trải sàn 5D rồi. Và chỗ này có vị trí dụng cụ để mình đựng đồ y tế. Đây, dấu cộng đây, đúng không ạ? Và thiết kế cả khay để cho các bác mình đựng máu luôn khi cần thiết. Đấy, khi cần thiết sẽ mang ra dùng mấy con nhá. Và đây là những cái công tắc mình điều chỉnh này. Đấy, mình điều chỉnh nhiệt độ ở trong cái phần cốp đựng y tế này các bác nhá. Đồ nhựa bên trong của xe rất đẹp. Đây các bác xem. Những cái vật da này. Đây, đây là túi khí này. Và một số tính năng thì em cũng sẽ giới thiệu cho các bác luôn. Đây. Đây là chốt cửa nhá. Đấy, rồi đây là khóa ghế này. Đây là móc treo, còn đây là lưng hạ gầm các bác nhá. Mình có thể lưng chiếc xe cao lên được và có thể là hạ chiếc xe xuống thấp các bác nhá. Đây, và chỗ này là mình
bấm để cái rèm phía đằng sau cùng nó sẽ nâng lên và nó sẽ hạ xuống. Đấy, chúng ta đây là cảm biến lùi. Đây, nâng gầm nữa đây, kết hợp đúng không ạ? Đây, chốt cửa, chìa khóa xịn nguyên bản theo xe. Đấy, vô lăng tích hợp một số phím điều khiển như điều khiển âm thanh này, rồi nghe gọi này. Đấy, rồi đây là hệ thống trung tâm. Và đây các bác xem cho em là cái phần vô lăng của xe cũng vậy. Là vần ít cho nên là vô lăng mới được đẹp như thế này các bác nhá. Mới được mới đẹp như thế này. Đấy. Các bác xem này. Mới được mới đẹp như vậy. Điều hòa là điều hòa auto nha các bác. Đây, điều hòa auto tự động nhá. Đây này. Đấy. Và đây củ số này, củ số cũng vậy. Đấy. Cầm nắm bám ít cho nên là củ số của xe nó không có hiện tượng bị bạc, bị sờn, bị mòn đúng không ạ? Rồi em sẽ di chuyển sang đây. Ở chiếc xe này nhá, em quên chưa giới thiệu đời đúng không ạ? Chiếc xe này là đời 2002 các bác nhá, 2002. Và la răng của xe thì các bác xem này, là cũng đã được lên bộ la răng của đời cao rồi. Đấy, và có gương chỉnh điện này. Đấy, và có xi nhan nằm trên gương. Đăng kiểm tháng 1 năm 22. Có đèn bi. Đây đèn bi nha các bác. Đấy, pha này là pha xịn nguyên bản theo xe. Đấy, và chỗ này các bác thấy là có rửa đèn này, rồi có cảm biến này. Đấy, có cảm biến 6 mắt cảm biến lùi, 6 mắt cảm biến tiến các bác nhá. Đấy, và chiếc xe này thì anh chủ trước cũng được dán cái phần trên là thành màu bạc rồi, ở dưới là màu đen, giống như kiểu là những chiếc xe Maybach hiện tại mà người ta đang được sơn và đang được dán đấy ạ. Con này là dán nha các bác nhá, mình không thích mình có thể bóc ra được. Đây. Cái lớp này mình không thích mình bóc ra được nhá. Bóc ra mình để nguyên cái màu đen như này. Đấy, và đây. Có xi nhan nằm ở trên gương. Đấy, là đúc nhiều chấu. Ở bên đây cũng vậy nhá. Bên kia có 3 mắt cảm biến thì bên đây cũng vậy, là có 3 mắt. Đây 1 này, 2 này, 3 này. Và đây là gió đen này và có đèn bi nữa này. Phanh đĩa, phanh ABS 4 bánh chống trơn trượt. Tất tức đầy đủ. Và tôn vỏ dòng xe này thì rất là dày luôn các bác nhá, rất là cứng chắc và rất là dày dặn. Cho nên là khi mình vận hành chiếc xe này thì chạy nó rất là đầm, rất là êm và rất là chắc chắn. Cách âm, cách ồn của nó thì tuyệt vời rồi. Đấy, những chiếc xe mà các bác biết vài trăm triệu đấy, sản xuất ra đã cách âm, cách ồn tốt rồi. Không nói gì đến một chiếc xe mà nhiều tỷ như này, đúng không ạ? Đây, túi khí đây, túi khí quanh xe luôn để bảo vệ an toàn cho các bác mình khi ngồi trong xe. Đấy, bên đây cũng có sấy ghế nhá. Đây là hai cái công tắc để sấy ghế này. Và M123 chính là vị trí nhớ các bác nhá. Nhớ 3 vị trí ghế đấy ạ. 3 vị trí nhớ ghế. Và đây là chỉnh gương nhá, có cục gương và có chỉnh mặt gương. Còn đây là những cái công tắc bấm điều chỉnh kính lên xuống. Còn đây là hệ thống bấm mình chỉnh đèn. Đấy, bật đèn, tắt đèn ở đây. Và đây có cái màn hình mà anh chủ trước lắp thêm. Màn hình này là màn hình sử dụng cam lùi nhá. Đây ghế này các bác nhìn. Đấy, ghế rất mới đúng không ạ? Gió chạy ít đúng không ạ? Khung cột kèo của xe đây các bác nhìn này. Đây là cột nhá. Đây là gọi là cột chữ T. Đấy, lòng trong của xe vẫn là sơn zin. Các bác nhá, vẫn là sơn zin luôn. Đấy, chỗ này là tem của xe vẫn còn nguyên này. Đấy, và những cái phần móc khóa này các bác nhìn này. Những cái lớp sơn nó vẫn còn đen xì đúng không ạ? Đấy, gioăng này. Trong là cao su được bọc lý bên ngoài nha các bác. Đấy, bên đây nha các bác nhìn này. Đấy, em quay một số vị trí cho các bác mình nhìn trước. Tem nguyên này. Đấy, móc khóa đẹp này. Đấy, chỗ này thì cũng có cái công tắc để điều chỉnh ghế giống bên kia. Và đây cũng vậy nha. Đấy, chỗ này cũng vậy. Đấy. Đây chỗ này để mình cũng có thể điều kết hợp điều chỉnh ghế các bác nhá. Đấy, các bạn làm việc này thì mình có thể co lên, co xuống bình thường. Đấy, như vậy. Đấy, vào đây có tì tay này các bác này, mình có thể mở nắp ra để tạo thành một cái cốp đồ và có thể ấn vào đây để mình có thể đặt những cái chai nước đúng không ạ? Đây chính là cái rèm nhá, cái rèm này có thể nâng lên hạ xuống bởi cái công tắc ở trên. Trần nỉ của xe là trần nỉ nguyên bản theo xe nha các bác, có những cái đèn trần rất là hay. Đây các bác xem này, có những đèn trần rất là hay. Đây, vào đây mình có thể là ấn đây để mình hạ gương xuống mình soi nhá. Đây, nhìn này. Đấy. Ở chỗ này cũng có loa này. Ở bên đây giống bên kia nhá. Và chiếc xe này thì cũng được thiết kế lắp đặt thêm một cái màn hình ở trên đây các bác này. Đấy, đây là màn hình nhá. Đấy. Màn hình của chiếc xe.
đây là công tắc điều chỉnh nóng lạnh và gió khi mình ngồi ở dưới. Sàn của xe thì vẫn là sàn nỉ, đây các bác xem này, vẫn là sàn nỉ zin nguyên bản này, không bị kém, không bị hỏng này. Vâng, thì hiện tại thì em đang giới thiệu, em đang quay cho các bác mình xem về một số những cái tính năng, một số những cái vị trí quan trọng. Còn đây là phía sau của chiếc xe, đây các bác xem, từ cái đèn pha cho đến đèn gầm, cho đến đèn hậu phía sau, nó rất là mới này. Đấy, đây các bác xem này, đèn rất đẹp nhá. Có rất là nhiều những mắt cảm biến lùi được lắp đặt ở dưới đây. Đấy, biển Hà Nội tên tư nhân. Đấy, chiếc xe được lợi biển Hà Nội đúng không ạ? Kính của xe bọc dán rồi. Đấy, con xe này bọc dán đen xì cả rồi. Xung quanh xe luôn. Đấy, sơn xì rất là bóng. Ở chiếc này thì các bác mua về mình cứ thế đi thôi, không phải sửa, không phải đầu tư gì nữa. Đấy, nước sơn rất đẹp này, soi được gương luôn các bác này. Đấy, soi được gương luôn. Tôn vỏ cam kết cho các bác là tôn vỏ không có lỗi nhá. Các bác có thể nghe là khi em gõ tiếng tôn nó chỉ nghe tiếng tôn thôi đúng không ạ? Và tôn nó rất là dày, cho nên là tiếng nó như vậy các bác nhá. Tôn dòng này rất là dày luôn. Rất là cứng, rất là chắc. Chiếc này mà em tưởng tượng là xảy ra va chạm đi thì những chiếc xe khác là chỉ có thua thôi đúng không ạ? Vâng. Ok thì bây giờ nhá, thì em sẽ quay các bác mình xem từng vị trí một, gọi là đầy đủ từng góc cạnh các bác nhá. Đây các bác xem. Đây. Mép cánh cửa đây, keo chỉ của xe là vẫn còn đúng không ạ? Bốn tắp ni cánh cửa đây. Trong này. Chỗ này được sơn vân gỗ này, và đây cửa gió này, còn đây là loa check nha các bác. Đây răng này, đây răng xịn, răng của nó xe rất là tốt luôn. Đấy, cửa nó trơn quá cho nên là em cho cái một cái chai nước La Vi đây. Khi mở, khi mình bỏ chai ra đấy ạ, thì được cửa sẽ tự động, nó sẽ đi chậm chậm. Đấy, cửa sẽ chậm chậm nó đóng vào các bác nhá. Chậm chậm nó sẽ đóng vào từ từ. Chai tem nguyên này các bác này. Phần lòng trong rất là bóng này. Đấy, rong này là rong xịn, và đây cũng vậy, rong xịn nhá. Đấy, chỗ này thì cũng đã được ốp lốc rất là sáng bóng rồi. Đây lý này các bác này. Đấy, lý rất đẹp. Cửa gió thổi phía sau. Sàn của xe thì vẫn là sàn lý các bác nhá. Đấy. Ở trên đây chỗ này cũng là lý luôn này các bác này. Đây cũng là lý luôn. Đây tắp lô. Ở chỗ này là cốp đồ. Mình có thể là mở cốp ra và có thể đóng cốp vào. Đây các bác này. Đấy. Vẫn nguyên vẹn hết này. Cốp rất là sâu đúng không ạ? Bên trong này là lý nhá. Đây chỗ này là sơn vân đá này. Đấy, rất là sáng bóng này. Đồ nhựa bên trong là không bị gãy vỡ này các bác này. Đây là phần tắp lô của chiếc xe em đang quay cho các bác xem. Âm thanh đầu đài hoạt động bình thường. Tất cả những cửa gió xe còn đẹp đấy các bác nhìn. Chỗ này bằng chất liệu da nhá. Đây, phần tắp tono này, bằng chất liệu da cao cấp. Ở trên đây thì đây, cũng có gương để cho mình soi luôn. Chắn nắng, che nắng đúng không ạ? À mà tiện đây thì em cũng giới thiệu luôn là hiện tại bên em đang có 3 con như này nhá. Thì con này là con nó đẹp nhỉnh hơn so với mấy con kia. Em có thêm một con nữa thì giá để cho bác giá tầm khoảng 250 thôi. 250 cũng có luôn các bác nhá. Với một con nữa thì để cho bác giá là cũng chỉ nhô 200 một chút thôi là mình đã có rồi. Chuẩn bị về thêm một con nữa là 4 các bác nhá. Và hiện tại đây thì bên em đang có 3 con như thế này. Một con biển Hải Dương và một con biển Hà Nội. Con này biển Hà Nội nữa là 2 con biển Hà Nội các bác nhá. Đấy. Các bác lưu ý xem như vậy. Giá thì bên em bán từ hơn 200 triệu cho đến hơn 300 triệu. Và cụ thể con này thì những con mà nó còn đẹp đẹp như này đấy ạ, thì thường thường là bên em vẫn bán là hơn 300 triệu một chút đây. Hơn 300 triệu các bác nhá. Bác nào quan tâm alo cho bên em để được chốt giá. Giá có sẵn rồi, giá có sẵn là tiêu đề hoặc là mô tả rồi. Nhưng mà để có một cái giá yêu hơn nữa, tốt hơn nữa thì mình cứ alo nhá. Cứ nhiệt tình gọi điện cho bên em để bên em sẽ chốt cho các bác cái giá hợp lý hơn. Đây các bác này, những cái đồ nhựa nó này. Đấy các bác xem, những cái đồ nhựa nó không có hiện tượng bị kém cả đúng không ạ? Chỗ này bụi bụi tí thôi đúng không ạ? Đây, đấy. Lòng trong rất là sáng bóng, dòng xịn nhá.
À, chỗ này là vị trí túi khí nha các bác. Da xịn của xe đây. Đây, da xịn của xe đây. Đây các bác xem. Đấy, 4 cánh đẹp như nhau. Chỗ này cũng là sơn đá này, chỗ này nó chắc này. Đây là chốt cửa nha các bác. Ở dưới vị trí này là lỉ này. Đấy. À đây, em nhìn thấy là có hai chiếc xe đang trên đường về. Đấy, trong đó có một con xe là CDP kia kìa các bác kìa. Đấy, xe cứu hộ đang kéo về kìa. Đấy đúng không? Một con CDP, một con Tucson nha các bác. Hai con liền. Ở bên em xe về liên tục. Và bán thì cũng liên tục, tất nhiên rồi đúng không ạ? Các bác có xe gì mà mình bán cho bên em thì mang đến nhá, mang đến bên em mua cho, hoặc là bên em đến tận nơi thu mua cho các bác với giá hợp lý. Đây chỗ này cũng có cái công tắc để mình điều chỉnh ghế này. Đây ghế này, quay lại cho các bác xem cái vị trí ghế nhá. Quá đẹp luôn, ghế quá đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, cái gối đầu mình cũng có thể là nâng lên hạ xuống được nhá, và có thể là ngả nghiêng. Cái gối đầu này này. Đấy, trần nỉ như mới luôn. Đời thì không cao mà nó thực sự chiếc xe quá đẹp đúng không ạ? Các bác cảm nhận thấy thế nào? Các bác thấy chiếc xe đẹp cho em xin một lần like, một lần chia sẻ nhá. Đấy, em cảm ơn các bác. Đây cửa em đóng nhá, cửa đóng này. Rất êm luôn. Và cửa này có chế độ hít nha các bác. Đấy, tự động hít vào này. Để em đóng này. Đóng nhẹ thôi. Và các bác xem này. Đấy, tự hít chặt vào luôn. Không cần phải đóng mạnh các bác nhá. Một điều rất là hay ở trên chiếc xe này như vậy. Đây em sẽ bỏ cái chai nước ra. Đấy, cho cửa nó sẽ tự động đi vào. Đây đang từ từ đi vào đây này các bác này. Đấy. Rồi, mình xem phần vỏ bên ngoài đối với chiếc xe này nhá. Hiện tại chiếc xe này thì cái phần gầm của nó chưa được lâng, đang hạ nhá, gầm đang hạ. Còn nếu mà hạ, nếu mà lâng lên thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, được sơn móng đẹp. Rất là móng luôn. Cam kết cho bác chiếc xe này bên em bán là không có lỗi đâu. Đấy, không có lỗi đâm đụng va chạm gì nhá. Tất nhiên về vấn đề là ngập nước thủy kích nữa, cũng đảm bảo cho bác luôn. Giấy tờ chuẩn chỉ sang tên bất cứ lúc nào cho bác. Công chứng cũng được, mà ủy quyền cũng được. Đây em quay cho các bác xem những cái phần mép cửa tiếp theo. Đúng là chiếc xe Mac tiền tỷ cũng khác. Thiết kế nhìn nó khôn hơn hẳn đúng không ạ? Đây các bác xem. Tuy rằng đời không cao nhưng mà phải nói chất lượng đến thời điểm bây giờ nó vẫn còn rất là đẹp luôn. Thứ nhất là đồ nó bền, cái thứ hai là chủ đi giữ gìn, đi ít giữ gìn, cho nên là chất lượng đến thời điểm này nó còn quá là ok, tuyệt vời đúng không ạ? Máy số thì các bác mình yên tâm nhá, máy số cực ngon luôn, bên em đã kiểm tra rồi. Các bác có xem cho em hình thức trước. Đấy, còn những cái mà các bác không nhìn thấy thì bên em sẽ đảm bảo cho các bác yên tâm. Đây, của nó là rong xịn đây này các bác này. Đấy, rong của nó là rong xịn nhá. Đây, vách cửa đây. À, những cái phần vòi voi này, cao su đây này các bác nhìn này, nó không bị rách đúng không ạ? Những cái cửa gió của xe cũng không bị gãy vỡ gì. Chỗ này là nỉ này. Đây nỉ rất đẹp. Đây, chỗ này là móc treo đồ, móc khóa. Nội thất rất là rộng luôn. Đây bộ ghế đẹp đúng không ạ? Những vị trí tì tay này các bác này, nhiều con bị hỏng, bị rách, bị kém rồi. Con này của em này không bị rách kém này. Và những cái tay lắm bám cũng vậy này, các bác nhìn này. Đấy, đúng không ạ? Chỗ này lắm bám nhiều thì nó sẽ bị mòn, nó sẽ bị kém ngay, đúng không ạ? Đây, các bác xem nhá. Rồi, cửa đóng này. Và tiếp tục đây, em mời các bác xem một cái cánh nữa. Đây, vị trí này người ta cũng dán, các bác nhá. Dán đổi màu, dán đổi thành màu bạc. Mình cũng thích thì mình bóc ra. Đấy, bóc ra. Đây, các bác nhìn này. Mình bóc ra rất là đơn giản nhá. Đấy, chỗ này là cái mép này các bác nhìn này. Đấy. Đây đây, một cánh cửa nữa đây. Túi khí rất nhiều. Những công tắc, những cái phím bấm các bác nhìn nó không bị mòn đúng không ạ? Đây nó không bị mòn này. Đây nó không bị mòn này. Đấy, những cái phần tay lắm bám cũng vậy này, không bị mòn này. Ấy đi ít được như vậy đúng không ạ?
Mấy anh cứ đứng xa em ra, cái dịch bệnh mình cứ đứng xa ra, đứng xa em cái. Vâng, em sợ lây nhiễm lắm. Vâng, các bác có thông cảm, mình đến xem xe này cứ đến thoải mái đúng không ạ? Nhưng mà em mà không may mà bị dính dịch cái là chết dở đấy. Đây, không ai quay video cho luôn đúng không ạ? Đấy, cái đồ nhựa này các bác này, đồ nhựa đẹp chưa? Đấy, đồ nhựa rất là căng đẹp luôn. Đấy, phần da, phần nhựa rất là mới. Lái nhẹ các bác nhá. Và chỗ này là có cái cần để mình bấm điều chỉnh đi ga tự động cruise control. Đấy, và đây là vô lăng của xe, là vô lăng gật gù bằng điện này, lên xuống rồi ngả nghiêng bằng điện nhá. Đây chính là cái cần này. Đấy, chỗ này là lý này. Đấy, chỗ này là lý này. Quay kỹ và sâu sát cho các bác xem làm sao rõ ràng nhất về chiếc xe. Đây nhá, em cho cái ghế mới để đây, cái gối đầu, gối đầu, gối ghế này các bác này. Đấy, lên này. Đấy, xuống này. Đấy. Rồi ngả nghiêng nhá. Đây ngả ra này. Đấy, dựng lên này. Điều chỉnh bằng cái công tắc ở vị trí này này các bác này. Đấy, rất hay, rất tiện đúng không ạ? Đấy, cửa sẽ hít vào. Đấy, vào chỗ này này các bác nhìn này, rất sáng bóng này. Zin nhá các bác, chỗ này là zin đấy ạ. Rất là bóng luôn. Hơn 20 phút đồng hồ rồi đúng không ạ? Quay bác mình hơn 20 phút luôn. Đây nước sơn bóng đẹp đây. Thân vỏ căng đều. Đấy, bác nào đi từng bác nào mà từng đi dòng xe mẹc rồi thì các bác biết là xe như nào đúng không ạ? Và giá trị những dòng này nó mang lại như nào? Tuy rằng thì tất nhiên là đồ đạc phụ tùng nó sẽ hơi đắt một chút so với lại ở những chiếc xe khác, xe bình thường. Thế nhưng mà nó lại ít hỏng các bác đúng không? Đây nó lại ít hỏng. Nó không hay hỏng như một số những xe khác. Đây, cabo thì dán đề can cho nên là nhìn nó không bóng lắm. Đây mình có thể bóc ra nhá. Còn nếu mà sơn lên thì nhìn nó sẽ bóng. Đây, nó sẽ bóng như này, cái bóng ở dưới này các bác này. Bác nào bảo dòng này không phụ tùng thì bảo em chỉ chỗ cho. Rất là nhiều đồ đạc phụ tùng thay thế rất là nhiều và rẻ nhá. Nó chỉ đắt hơn những chiếc xe khác một tí thôi. Đấy. Không nhiều đâu các bác nhá. Rồi bây giờ thì em quay gầm, quay máy cho các bác mình xem nốt này. Đấy, đây là phần gầm này. Đều được bao bọc bằng một cái tấm nhựa có nhá. Đây là dưới gầm. Đây mẹt mê bê thường thường là hay bọc nhựa để bảo vệ. Bảo vệ đất cát đỡ bụi bẩn đúng không ạ? Rồi bây giờ em bắt đầu quay các bác xem phần động cơ đây này. Bắt đầu tiến hành quay động cơ cho mình xem nhé. Đi cabo trông lên vẫn còn rất là khỏe đúng không ạ? Và cabo đây các bác xem là nó vẫn còn nỉ này. Đấy, nỉ vẫn còn. Máy đây, máy động cơ đây. Máy khô khan, sạch sẽ, sáng đấy, sáng bóng đúng không ạ? Không chảy dầu này các bác nhá. Không khói này, không rung này. Nói chung là máy ngon. Máy bên em kiểm tra rồi, máy số đã kiểm tra toàn bộ rồi. Các bác yên tâm nhá, yên tâm về máy và yên tâm về số. Gầm chắc. À, chiếc này các bác mua về dùng ngay thôi, không phải sửa gì, như em cũng đã chia sẻ ngay đầu video. Đây là phần cua lốp, còn đây là gầm, các bác xem gầm nhé. Chỗ này có cái miếng nhựa bị tuột đâu mất này. Đây, miếng nhựa bằng bàn tay đơn giản thôi đúng không ạ? Vâng thì các bác cũng đã xem em review về chiếc xe Mercedes F500 này. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức. Chiếc xe là một chiếc xe sang, chiếc xe ngày xưa rất là nhiều tiền. Bây giờ các bác bỏ ra thì quá rẻ luôn đúng không ạ? Chỉ bằng một chiếc Kia Morning số sàn thôi. Các bác có thể mua rồi. Thì đừng quan tâm liên hệ sớm bên em theo những số điện thoại em đọc là số 0938586307 và 0389000555, hai số hotline, hai số Zalo các bác nhé. Các bác thắc mắc gì cứ alo cho bên em và mình đã thiện chí, mình quan tâm mà mình còn lăn tăn về cái giá cả đấy ạ. Thì các bác mình cái đấy thì đơn giản nhá. Mình mua được giá nào mình cứ trả giá cho em, cứ trả mà em thấy có lãi là bên em bán. Còn thì tất nhiên là giá của những chiếc xe bên em đưa ra thì đều vẫn còn bớt. Đấy, không có chiếc xe nào mà đưa ra mà lấy cả giá cả các bác nhá. Rồi ok, thì video này em đã quay xong, xin được tạm dừng và xin được kết thúc video này. Em sẽ quay trở lại sớm với các bác trong video lần sau.